Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự đạo đức. Định nghĩa đơn giản của đạo đức là gì? Nói một cách đơn giản nhất, đạo đức là một hệ thống các nguyên tắc đạo đức. Đạo đức quan tâm đến những gì tốt cho các cá nhân và xã hội và cũng được mô tả như triết học đạo đức. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp ethos, có thể có nghĩa là phong tục, thói quen, tính cách hoặc tính cách. Đạo đức là gì và tầm quan trọng của nó? Đạo đức phục vụ như một hướng dẫn cho lối sống đạo đức hàng ngày và giúp chúng ta đánh giá liệu hành vi của chúng ta có thể được chính đáng hay không. Đạo đức đề cập đến ý thức của xã hội về cách sống đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó thực hiện điều này bằng cách thiết lập các quy tắc, nguyên tắc và giá trị mà chúng ta có thể dựa vào đó để thực hiện hành vi của mình. Khái niệm đạo đức là gì? Đạo đức hay triết học luân lý là một nhánh của triết học liên quan đến việc hệ thống hóa, bảo vệ và khuyến nghị các khái niệm về hành vi đúng và sai. Đạo đức học tìm cách giải quyết các câu hỏi về đạo đức con người bằng cách xác định các khái niệm thư thiện và ác, đúng và sai, đức hạnh và điều ngược lại, công lý và tội ác. Mục đích của đạo đức là gì? Các mục tiêu về đạo đức đã được xem những cách khác nhau. Theo một số người, nó là phân quyền từ hành động sai đối với những người khác. Đạo đức tách biệt điều tốt về mặt đạo đức với điều xấu về mặt đạo đức. Cách khác, đạo đức học có mục đích đưa ra các nguyên tắc bằng cách thực hiện một cuộc sống đáng được sống. Mục tiêu hàng đầu của đạo đức là gì? Mục tiêu của đạo đức là xác định hành vi có thể chấp nhận được của con người thông qua việc biết các loại hành động, hậu quả của nó và giới hạn của cả con người và hành động, cũng như khả năng chấp nhận của họ. Tại sao chúng ta học đạo đức? Một lý do để đạo đức nghiên cứu là rằng đạo đức là không thể tránh được. Các nghiên cứu của đạo đức cũng nên đưa con người để phát triển kỹ năng trong khớp nối với các giá trị của riêng mình, để cung cấp những người khác với lý do cho hành động của bạn và cung cấp cho bạn các phương tiện đặt câu hỏi về giá trị của con người. Tại sao đạo đức cá nhân lại quan trọng? Đạo đức mang lại cho con người cảm giác chân lý và ảnh hưởng tích cực đến hành vi của con người. Một giả định cơ bản của bài báo này là khi đạo đức cá nhân được phát triển và sử dụng bởi một nhà lãnh đạo, họ sẽ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Hiểu được tầm quan trọng của đạo đức sẽ làm tăng khả năng các nhà lãnh đạo áp dụng phương thức lãnh đạo có đạo đức. Làm thế nào để chúng ta phát triển đạo đức? Về mặt đạo đức bắt nguồn từ đâu? Chúng đến từ xã hội, niềm tin và giá trị tập thể của công dân. Nhưng đặc biệt hơn, đạo đức còn đến từ những cá nhân sẵn sàng đưa ra những lựa chọn khó khăn và suy nghĩ về những câu hỏi lớn, tốt và xấu, đúng và sai. Tại sao đạo đức lại quan trọng ở nơi làm việc? Đạo đức ở nơi làm việc rất quan trọng vì nó sẽ cho phép ban lãnh đạo đối xử bình đẳng với tất cả nhân viên và suy nghĩ theo quan điểm của họ. Quản lý cần làm cho nhân viên yên tâm về công việc và sự nghiệp của họ. Thiên vị không cần thiết chống lại đạo đức nơi làm việc. Đạo đức trong Kinh Thánh là gì? Đạo đức trong Kinh Thánh đề cập đến hệ thống hoặc lý thuyết được sản xuất bởi các nghiên cứu, giải thích và đánh giá các Kinh Thánh đạo đức, bao gồm cả mã đạo đức, chuẩn mực, nguyên tắc, hành vi, lương tâm, giá trị, quy tắc ứng xử hoặc niềm tin liên quan đến thiện và ác, đúng và sai. Đạo đức thông thường là gì? Đạo đức tinh thần đề cập đến việc đánh giá đạo đức trước lý thuyết của những người bình thường. Đối với một số người, chúng là sự thật mà bất kỳ lý thuyết đạo đức thành công nào cũng phải giải thích và biện minh. Trong khi đối với những người khác, quan điểm của lý thuyết đạo đức là tinh chỉnh và cải thiện chúng. Đạo đức xã hội là gì?
bằng cách đề cao các giá trị trách nhiệm xã hội, đoàn kết và công ích xã hội. Đạo đức xã hội đã được đề xuất như là cơ sở của một xã hội hợp lý. Đạo đức bình đẳng, đa nguyên, dân chủ vươn lên trên các trụ cột là nhân quyền và phẩm giá con người. Tại sao chúng ta cần có đạo đức và văn hóa? Đạo đức là những nguyên tắc giá trị và niềm tin giúp chúng ta xác định điều gì là đúng hay sai. Các công ty phải sắp xếp các quyết định của nó phải giải giá trị của nó. Các giá trị được chia sẻ nhiều nhất là trung thực, phẩm giá, trách nhiệm và tôn trọng những người khác. Và khi làm việc với các nền văn hóa khác, điều quan trọng là nhận thức sự khác biệt trong các giá trị. Đạo đức dựa trên cái gì? Đạo đức được dựa trên các tiêu chuẩn của cơ sở về đúng và sai mà quy định những gì con người phải làm, thường là về quyền, nghĩa vụ, lợi ích, cho đức, cho đạo đức xã hội, công bằng hoặc cụ thể. Sống có đạo đức là làm những gì pháp luật yêu cầu. Đạo đức bao gồm các tiêu chuẩn hành vi mà xã hội của chúng ta chấp nhận. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.